Hello, xin chào mọi người. Hôm qua tụi mình đi siêu thị mua được 3 bịch ớt. Thì coi trên mạng là thấy mấy cái kênh mà ở nước ngoài ăn ớt ngon lắm mọi người. Cái mình đi siêu thị mình tình cờ mình thấy cái ớt giống như ở trên YouTube mọi người hay ăn nè. Cho nên mình mua một bịch của nó là nó mới để tiền ở đây ta. Bịch của nó tầm 30 mấy ngàn đúng không em? Cái này bịch bự là 40 á. Là mọi người nhìn lạ không? Mình tưởng là ớt nó sẽ cay á, ăn không được, nhưng mà thấy ở trên YouTube thấy trên YouTube ăn rất là ngon. Cái ớt bà bằng cầm tay luôn nè, bằng cầm tay của mình luôn nè. Cái nào cũng cỡ bằng cầm tay hết trơn. Cái này có 3 màu nè. Thì mua 3 bịch này tầm khoảng 130.000 á mọi người. 3 bịch 130.000. Qua tính tiền là 130.000. Mình mua giờ mình ăn mình giới thiệu với mọi người nha. Mọi người ở đây ai ăn rồi thì comment cho mình biết cái cảm nhận nha. Mình thì là mình lần đầu tiên mình ở dưới quê mình lên siêu thị mình thấy mình mừng quá mình mua. Tại mình ở nhà mình mở YouTube mình coi không mà. Mình thấy mình mừng quá nên mình mua giùm ăn thử, không biết là ăn có ngon hay là có cảm giác giống như mọi người ở trên YouTube không nha. Đây ba bịch mà cả rổ luôn nha cả nhà. Rồi nhìn đẹp mắt lắm nha. Thì thường mình thấy người ta ăn ớt chuôn, hoặc là ớt chuôn người ta chỉ có ăn để xào thôi. Còn ớt này nó tên gì em? Ớt này trên mạng mọi người gọi là ớt ngọt nha cả nhà. Ớt ngọt. Này cái trái này màu vàng mà hơi cam cam nè. Trời ơi. Mà cầm tay luôn á. Tay em cầm lên thấy được. Mình đi rửa nha cả nhà, mình đi rửa rồi mình ăn thử mình cảm nhận cho mọi người biết nha. Rồi ớt đã rửa xong rồi nha cả nhà, đã rửa sạch sẽ rồi. Nhìn tới ớt này, cái ớt ở trên mạng nói là ớt sô cô la này cả nhà, không biết phải không hay là cái giống nó cái màu nó giống sô cô la thôi. Cũng có cái dạng ớt y chang như là mà cái cô Cuộc Sống Nhung Hè ở Mỹ á, bà trồng bà nói là ớt sô cô la. Bây giờ mình lấy con dao đi em. Thôi mẹ ăn. Hả? Không, giờ chưa biết ăn được hay không. Không biết là anh ăn được không, em ăn được hay không. Bây giờ mình cắt cái này làm đôi trước đi. Lỡ ăn không được mình còn xào ăn được. Rồi bẻ đi. Bẻ đi. Chứ giờ lỡ ăn không được làm sao. Coi có hộp không, mình lấy hộp mình dạy gieo em. Có hộp. Có hộp nha. Em ăn cái này đi, em ăn cái này đi. Có hộp rồi. Lấy mình gieo thử đi. Ăn cái đầu thử nha. Rồi ăn thử cho mọi người, đây mình ăn thử nha. Không, nó hăng hăng. Không, nhưng mà ớt này ngọt. Như ớt cũng có mùi hăng rồi. Nó hăng hăng giống như dầu. Sao? Mùi hăng của ớt á. Nó giống như ớt Đà Lạt kìa. Ớt chuông không? Nó giống như ớt chuông vậy. Không, ớt chuông nó hăng hơn. Mọi người, nó ngọt. Nó có vị ngọt. Nó có vị ngọt của cái gì ta? Ủa? Không, nó có vị ngọt của cái... Có vị ngọt của giống như ăn ổi vậy á. Ha. Vị ngọt chua chua giống như ổi mà mới chua tới vậy á. Còn nó hăng cái mùi giống như cà tím em. Đúng không? Hơi mùi ỉ ỉ mọi người. Nếu mà ai ăn được thì cảm giác nó ngon nha. Còn nếu ai ăn được thì cảm giác nó hơi lạ lạ, nó hơi nhọt nhọt miệng tí xíu. Nếu theo mình thì cố gắng ăn thì ăn vẫn được. Nếu như mình nha. Nếu như anh á là anh ăn thì ăn được. Chứ còn nếu mà để xếp loại vào cái dạng như là sở thích của mình mà nó ngon mà để ngồi nằm ăn hết cái đổ này chắc không thích bằng ăn ổi hay ăn xài hay ăn cóc. Vậy mà trên mạng ăn ngon lành lắm. Không. Có chấm sốt, chấm sữa, rồi là chấm muối nữa. Cho ăn thử cái đỏ không? Nếu như đưa mẹ cha, chắc mẹ cha không được. Hộp mọi người. Không, nhưng mà... Giờ mình lấy hộp mình gieo, mình ươm, mình lấy giống thử được không nha. Mình trồng đây được không? Thì người ta trồng Đà Lạt hay nước ngoài đó. Làm ăn thử cái đỏ không? Mẹ thấy làm đôi cho nó thử cái đỏ. Hỏi nó vô.
cay. Nhưng mà cái môi mình nó cũng có cá giá cao cay nha, cái môi á. Cái lõi không ngọt bằng cái vàng. Cái đỏ này hơi lạc nha các nhà. Nhưng mà giòn hơn được. Nhưng vậy chấm muối mâm xanh lên vô nữa ăn sẽ ngon. Không thôi chấm muối chú hải nữa. Còn nếu ăn cái này thì không có ăn mua không biết là có nhiều chất dinh dưỡng không nha cả nhà. Nhưng mà nếu theo mình thì mua ký táo ăn ngon hơn. 150.000 mua ký táo ăn ngon hơn. Tùy sở thích của mọi người nha cả nhà. Mình thì mình cảm giác nó ăn nó không lợ lợ, nó ngọt ngọt. Cái đỏ. Cái mùi giống mùi cà. Mùi cà sống á. Cái đỏ này nó giòn hơn. Nhưng mà biết sao không? Nó lạc. Nhưng mà cái vàng á anh ăn nó ngọt. Cái lai lai mùi cà sống với cà tím á. Cái vàng nó ngọt lắm không? Chơi cũng nửa trái nha cả nhà, tại cảm giác nó cũng lạ miệng. Nếu mọi người ai ăn rồi thì ngon dở thì tùy mọi người nha, tại vì cái này là sở thích cá nhân của mỗi người. Ai chưa ăn thì đi siêu thị Go mua ăn thử. Tại này mình mua ở siêu thị Go. Rồi con này để ai ăn? Cái nào mình ăn? Ngọt, cái nó ngọt thơm hơn. Màu vàng nó ngọt thơm hơn. Thế hồi đưa mẹ ăn thử không? Em ăn tới màu tím đi. Này tím gì không? Ăn thử tới sô cô la này cả nhà. Tao ăn khúc nó trước rồi. Chùi lên khúc luôn. Nó lạc nhất luôn. Nó không bằng ăn thử kia. Nó lạc nhất à. Nhưng mà không có mùi luôn á, nó không có mùi hăng luôn á. Đám màu này nó không có mùi gì luôn á. Nó ăn giống như là cho leo sống vậy mọi người. Nhìn nè. Cái mùi giống như leo sống vậy. Nhưng cái này nó có vị hơi chua chua chút. Nhưng mà chấm muối kìa. Cái này chấm muối phải nó mới tăng cái vị lên được. Nhưng mà không chấm muối ăn nữa. Nó ngon lắm á. Cái màu thì hấp dẫn hơn mấy cái màu kia. Mình này phải có muối mọi người. Nhưng mà nó hơi lạc. Để mình đi ra sau nhà mình cho ba ăn thử nha, cho ba với mẹ mình ăn thử cảm nhận thử nha. Ba mẹ mình đang ngủ trưa nha cả nhà. Giờ mình ra cho mẹ mình ăn thử cảm giác như cái trái ớt này như thế nào. Ngủ trưa quá. Mẹ mình đang ngủ trưa nha cả nhà. Cho ăn thử trái ớt này coi. Đây không? Không, qua con Duyên Thương mua ở siêu thị cô á. Mà không, cả nhà ăn luôn thử đi. Cái hả? Cay không? Thấy trên mạng ăn ngon lắm mà không biết mẹ ăn mà cảm nhận như thế nào. Hồi nãy ăn trái nào ngon ngọt ta? Cái vàng ngọt nhất. Vàng ngọt hơn. Cái này sao? Thì nó ngọt vừa còn. Nó hôi mùi ớt tưởng đâu cay, ai về nó không có cay. Nó ngọt không? Ngọt, nó ngọt ngọt mà đều nó cắn vô nó cũng bay mùi ớt sừng nha. Rồi ăn cái vàng thử đi. Cầm ăn luôn liền. Ăn gì hết mẹ ăn dữ vậy. Chất dinh dưỡng đó. Trên mạng nó có chất dinh dưỡng á. Cái ngọt vàng ngọt hơn lắm mà. Cái ngọt cũng hơn. Cái vàng nó ngon. Nó giòn. Vậy là ăn được nha cả nhà. Nhưng mà nếu mà này mẹ cho mẹ chọn ăn này chứ ăn cốc ăn sò thì mẹ chọn nào? Thì ăn này được, cốc sò lên chú. Nhưng mà cố gắng ăn hay là nó ngon không? Được chứ còn kia chú ăn vô. Vậy là mẹ ăn được nha cả nhà. Giờ mình đem cho cha mình ăn thử nha cả nhà. Cha ơi, ăn thử này em. Ăn thử. Ăn thử ớt đi. Không có cay. Mẹ mới ăn á. Ăn thử cảm nhận thôi coi. Mua 130.000 mà mấy trái đó. Được không? Cảm nhận sao? Thấy ngon. Ngon không nghe nói cho bộ.
Nếu mà cho ăn là ăn trái ăn, ăn chịu ăn không? Hả? Ăn đi, cầm trái ăn luôn đi. Cho ăn trái thử trái đỏ rồi. Gì hết. Còn mấy trái trên đó, cho nó ăn đi. Nhưng mà được không? Hay là sao nó kỳ kỳ rồi không? Nó hơi ớt, có hơi bay cái mùi không? Bay mùi hơi ớt. Thì nó có hơi ớt thôi. Nhưng chắc này xào ăn được. Xào rồi. À, cha mình ăn hôm rồi ớt cả nhà. Hả? Ấy cái màu vàng ăn ngon. Cái màu vàng ngon hả? Ừ. Vậy hôm qua lựa nhiều màu đó. Ba màu chứ mấy. Tưởng đâu là cái trái này ăn sẽ ngon nhất nè. Thấy trái nào trên mạng review là trái sô cô la vậy nè. Bây giờ chắc là chụp cùng một giống mà khác màu hay sao chứ không phải giống cái giống sô cô la. Nhưng mà so với ba màu thì cái màu vàng nó ngọt chứ không. Không tiền coi. Không tiền nó sợ cay nó không ăn đâu. Cha ông nói nó hăng hăng mùi ớt. Nó bay mùi ớt. Ừ? Nó bay mùi ớt mà nó không có ăn. Nó không chút nào cay cơ dù với ớt. Chị sẽ xào ăn được. Xào ăn sống sống hay làm gỏi không? Ừ. Mày chắc làm gỏi thịt á. Hả? Ăn thử đi. Ngọt lắm. Không có cay nè. Không có cay. Đưa cho nó mà nó sợ sợ, nó hủi hủi, nó không dám ăn. Thôi mình tắt video nha cả nhà.